Đây là giờ cái tủ này hôm trước là cũng mình cũng mua trong cái phần tivi luôn á, rồi tivi nệm đồ luôn mua là hết trơn luôn á. Rồi nệm nè, các bé ngủ nệm im không anh? Đó. Cái phòng hoa hồng thấy đẹp quá ta. Dạ. À, nhà anh ra riêng vậy là thôi, còn đòi gì nữa. Hồ xin chào cô bác quý anh chị ạ. À, hôm nay thì dạo giờ này thì Bùi Hồ cũng dài để mà nghỉ giải lao cô bác quý anh chị. Bùi Hồ tranh thủ thời gian để mà vô nhà anh Sang quay cho cô bác quý anh chị xem về tình hình mới cũng gia đình của gia đình anh Sang trên kênh Bùi Hồ TV, cũng như là quay về cái nhà cho cô bác quý anh chị xem. Sẽ có một điều bất ngờ cô bác quý anh chị. Và đây là một cái con đường vô nhà anh Sang này. Đây là con đường vô nhà anh Sang vào buổi sáng này cô bác quý anh chị. À, thấy cái cảnh rất là thanh bình đúng không? Nó tạo cho mình một cái cảm giác thiên nhiên gần gũi rất là mát mẻ luôn. À, ủa con đi đâu rồi Dương? Cha đâu? Dạ hả? Đi con đi ra chợ làm gì? À, mua cá gì? Chú Sáng đâu? À, thôi con đi nha. Đi ra chợ mua cái link để quay trên kênh nào nói cho cô bác quý anh chị xem rồi. Quay kênh Bùi Hồ miền sông nước channel. Miền sông nước channel không có gành. Ừ, cô bác quý anh chị, đây là Dương con của anh Sang và hiện nay thì đang quay kênh miền sông nước channel. Chú Sáng có tiền mua mà đúng không? Dạ. Ừ, chú có đưa chú Sáng tiền để mua. Thôi chú đi nha. Dạ. Chào mọi người cái ơi. Chào mọi người. Con chúc cô bác quý anh chị sức khỏe ơi. Chúc cô bác anh chị sức khỏe dồi dào. Cố gắng lên nha chưa? Dạ. À, rồi đi đi. Rồi, đó là Dương con của anh Sang cô bác quý anh chị. Hiện nay cũng làm một cái kênh, Bùi Hồ cũng tạo một cái kênh đấy cho em ruột của Bùi Hồ cùng với anh Sang, là một cái kênh miền sông nước channel. Giờ đường vô nhà anh Sang thì rất là bình yên, và anh Sang với lại Dương thì phải đi đường bên kia kìa. Hôm nay Bùi Hồ lâu đi một lần nên thành ra là mới hỏi để mà đi. Thì người ta cho đi chứ mình đi hoài người ta cũng không cho nữa, nên thành ra là cũng khó lắm. Đây là cái khu vực mà anh Sang với lại Sáng thường nấu ăn cô bác của anh chị, nấu bằng bếp củi. Ở đây mình sẽ đi qua cái lối này. Nhà này là nhà cũ của anh nè. À, nhà cũ của anh và vợ ở trên bên vậy. Đang làm gì anh Sang? Hả? Chặt có voi để trồng hả? Ừ. Giống mía lau quá hả? Sáng giờ cắt cỏ chưa? Cắt ngày hôm qua, chiều hôm qua rồi. Rồi trên kênh Bùi Hồ TV nói cho cô bác quý anh chị biết coi tình hình dịch gà sao rồi. Ừ, cũng ngon lành, hôm đó nay được, nay cũng bự bự rồi. Dạ hả? Dạ. Rồi, dịch đàn dịch ở bên đơ đó cô bác quý anh chị. Anh Sang lúc đó hút 60 con anh Sang. À, 60. Ờ, cho ăn nè. Công việc bận rộn dữ không? Hơi bận chút hả? Vậy hả? Có nhậu nhẹt chơi bời gì không? Không hả? Không hả? Thôi dắt cho em vô nhà cái. Thôi cô bác quý anh chị, thì trong quá trình xây nhà thì được rất là nhiều cô bác quý anh chị trong nước và ngoài nước để ủng hộ tiền xây nhà cho kênh Bùi Hồ để xây nhà cho gia đình anh Sang. Thì trong khi đó thì số tiền cũng khá là lớn. Và xây được ngôi nhà thì trong cái quá trình mà làm thì anh Sang cũng có ứng của Bùi Hồ nên thành thử để xài chi tiêu lặt vặt, tại vì hai cha con phải đi phụ hồ nên thành thử là có thiếu chi phí. Thì có được thêm mạnh thường quân của chị giấu tên ở Canada thì chị có hỗ trợ là sơn nhà cho anh Sang hoàn thiện hết. Và đây là sơn phần vôi ở phần nước sơn ở ngoài, cô bác quý anh chị thấy rất là sáng luôn. À, sơn này thì chị mới xong cách đây mấy ngày anh Sang? Mới có sơn ngày hôm qua kia. Qua kia. Hôm nay mới rảnh đi vô nè. À, cái phần này là ngoài quần hôm qua hôm kia, còn ở trong thì nó xong trước rồi. À. À, cái tổng cái chi phí sơn nhà này là 7.200.000 đồng cô bác quý anh chị. Ủa sao mặt này không sơn ta? Mặt này đó cũng là để sau làm cái kết rồi hả sơn? Vậy hả? Ừ. Chứ sơn nữa rồi không biết sơn cái màu sơn gì rồi nữa, rồi sơn nó công trà nữa. Ồ xong sơn luôn ta. Ai biết đâu bữa đó nó nói vậy đó. Này nhà cô bác của chị nhà mới nè. Ở cái phần mà tivi, nội thất, bàn ghế, bàn, nệm thì một chị giấu tên ở Canada tài trợ hết, tổng cộng hết số tiền là 17.200.000 đồng. Và ở ngoài này thì chị nói là sơn màu xanh, nhưng mà anh nói là thôi sơn màu này cho nó sáng.
Và ý của chị là sơn ở trong cái phần này cô bác quý anh chị thấy sáng không? Hết loang lổ hay anh sang? Dạ. Nhà sáng gực luôn á. Đó, sáng đẹp đẽ thằng Quang. Ở trong này thì phòng này là màu hồng. Ở một cái căn phòng màu hồng. Hai phòng màu hồng luôn ha. Dạ. Đó, đây là nệm nè. Rồi cô Tư ở Việt Kiều ở Mỹ cũng có hỗ trợ, đòi hỗ trợ thêm giường cho mấy bé nè. Đây là giờ cái tủ này hôm trước là cũng mình cũng mua trong cái phần tivi luôn á. Rồi tivi nệm đồ luôn, mua là hết trơn luôn á. Rồi nệm nè, các bé ngủ nệm im không anh? Đó. Cái phòng hòa hồng thấy đẹp quá ta. Dạ. Nhà anh ra riêng vậy là thôi còn đòi gì nữa. Nè, hai căn phòng màu hồng ở trong này thì màu trắng. Cô bác của chị thấy hết lo lỗ đúng không? Đây là căn phòng bếp. Ủa tại sao mà mình sơn mà mình bỏ chỗ này ta? Còn thiếu sơn gì đó là để ra sao rồi nó có sơn rồi sơn nữa. Sơn trong nhà màu trắng. Ô còn ở ngoài vách đằng sau với đằng trước hả? Còn vách mặt trước với mặt đằng sau. Bữa đó thiếu sơn rồi chạy đi mua nữa đó. Có nghĩa là anh nhiều anh nói cái mặt đằng trước là để làm kết hả? Làm cái kết đi rồi muốn sơn cái màu gì đó mình sơn ha, muốn sơn cái là ấy để nửa sơn rồi cái nửa rồi mặt công. Ồ anh nhiều anh không thông báo đây sơn. Hôm đó không thông báo, ảnh nói là 3 triệu nữa đủ, em tưởng đâu là hết luôn nên là nữ cũng bất ngờ. Ở trong này thì nhìn thấy sơn rất là đẹp rồi nè. Nhưng mà còn cái phần ở đằng trước còn có miếng làm cái kết nữa, mình lúc đó mình sơn màu trắng luôn đi cho đẹp ta. Cái phòng này thì nói chung là sơn thì cái màu nhìn lên là nó sáng nữa cô bác quý anh chị. Nhưng mà thiếu đằng trước, ở mặt trước nhìn thấy nó chưa được đẹp cho lắm. Ô dây điện mai mốt anh phải nghiên cứu sao nghe anh sang nha. Rồi thế mai mốt rồi làm lại. Anh để vậy là điện giật nè, kẹt cái này là chết luôn nè. Cái này mai mốt đem ra gắn ra ngoài kia đem kìa. Liền chứ không có mai mốt được. Đứt một cái là anh vô đụng vô cái này nó giật cái là hy sinh luôn á. Để kêu mà này là nhôm nè, anh gỡ điện này ra giùm em giùm đi. Để mấy bé nó không biết. Ôi điện anh làm ghê quá. Lát kêu Dương nó cấp cò dao ngoài rồi cái lên anh gắn qua luôn. Vì sao cái đường dây anten này anh lại đường làm cái đường này ta? Sao không lòn ở trên? Lòn không được. Sao ạ? Ở trên nó mít luôn rồi. Rồi hôm nay đường đất, đường đi mình đi đường nào? Đi đường cái đường ruộng không hả? Dạ. Vậy sao người ta không cho đi đường kia nữa hay gì? Đi ấy nó gà quá trời luôn rồi đi bây giờ đi nó không cho đi. Sợ bị động ha? Dạ. Rồi bây giờ nếu như mà mua một cái giường nữa với lại giường bằng sắt nữa với lại cái bàn nữa anh chịu không? Tính khỏi mua cũng được. Hả? Tính khỏi mua cũng được, ấy giờ vậy gì cũng được, có mua được cái bàn thì được. Cái bàn ở đâu? Bàn để trước này cũng được. Ờ, à, bằng cây. À. Khỏi mua giường hả? Khỏi đi, giường ngủ nệm vậy được. Vác vô nặng quá vậy, bàn gỗ vác vô nổi không từ? Vác vô không nặng. Hả? Chuyện nặng lắm, vác vô trần ai. Bữa hổm có cái tủ không mà bốn người ginh, ba người ginh cũng chết luôn. Ừ, cũng khó ha. Rồi hổm gài mấy bé nó có bàn này học rồi nó thấy nó vui không? Vui, chiều nó đi học rồi về nó ngồi đó nó học. Kiểu lên đó nó học bài, học dở rồi. Thế lên đó nó học. Cố gắng lo cho mấy bé nhà à. Của anh là bây giờ nhìn như mơ luôn á. Tại nhà của anh là cái vị trí địa lý của anh là ở giữa đồng nên thành thử ra là vật nội thất ở trong nhà không có vận chuyển vô được. À. Quay lại lần nữa cho cô bác quý anh chị xem nè. Ở nhà đẹp như mơ luôn. Anh phải gọn ghẽ lại cái nào anh không xài á thì anh bỏ vô sọt ghét giùm em. Yeah. Còn cái này người ta cho thì anh đem vô không xài nữa mình gửi cho ta để cho những cái hoàn cảnh khác. Yeah. Nha. Yeah. Để cho những người khó khăn hơn mình. Để người ta còn có cái nơi người ta giải trí này mình đem đi mình dẹp, anh dẹp mấy cái đó cho nó gọn lại ha. Yeah. Ừ. Rồi bây giờ thưa cô bác quý anh chị, về Bùi Hồ một lần nữa thay mặt anh Sang và gia đình của anh Sang cũng như các bé chân thành cảm ơn cô bác quý anh chị trong nước và ngoài nước đã đồng hành cùng kênh Bùi Hồ TV để hỗ trợ cho gia đình của anh Sang có được ngôi nhà. Và lần tu bổ sau này thì được một chị giấu tên ở Canada mua hỗ trợ về thêm đút đót, rồi chị cũng hỗ trợ xây nhà.
Và lần sau này thì chị hỗ trợ thêm về cơ sở nội thất ở trong, như là tivi, về nệm, về sơn nhà lại cho nó sáng á. Rồi chị với lại cô Tư ở Mỹ thì cũng muốn hỗ trợ thêm cho anh về cái nệm, cái giường đó, cái giường với lại cái bàn ghế. Nhưng mà anh nói là thôi khỏi đi, tại vì vận chuyển không biết sao vận chuyển luôn. Vị trí địa lý ở giữa đồng quá xa đó, nên em đang clip này lên là cô bác của anh chị coi có góp ý gì hay không. À, thì hôm nay thì vừa có bò vừa có nhà đẹp, nhà cửa rồi lại đẹp, rồi bò dịch, rồi em thì làm anh kênh mới là Miền Sông Nước Channel đó. Thì bây giờ anh cho em biết là hiện nay thì anh suy nghĩ như thế nào và anh có ước muốn gì nữa không? Cũng vậy cũng được rồi, không cần ước muốn gì nữa. Hôm nay cuộc sống mình có túng thiếu gì không? Cũng đủ sống mà. Rồi về đồ ăn, khi nào gạo trên kênh mới gạo hết nói em. Chú Hồ ơi, hết gạo rồi, rồi hết nước tương, nước mắm, đường, bột ngọt gì nấu kênh mới nói em. Hôm nào mua món nào ăn nói chú Hồ bữa nay làm món này ngon nói em. Nha, tại kênh của mình còn tiền, còn được hôm trước đưa cho Sáng để trả tiền cho anh, tiền gà với lại này kia là còn lại 4,5 triệu. Nha, rồi nói lời nào với cô bác với anh chị không? Bây giờ cô bác với anh chị giúp đỡ cho Sang vậy cũng rất cảm ơn. Bây giờ các cô chú trong nước và ngoài nước với Mạnh Thường Quân. Có muốn nhận thêm nữa không hay là để dành cho những hoàn cảnh khác? Thôi để những hoàn cảnh khác đi, vậy cũng được rồi. Vậy cũng quá quý thôi, vậy con rất cảm ơn các cô chú. Rồi không nhận thêm nữa hả? Dạ. Cái này là em hỏi thiệt nha, anh muốn nhận thêm này kia nữa không hay là để cho những cái hoàn cảnh khó khăn khác? Bây giờ tính vậy cũng được rồi, sống cũng được. Không nhận nữa ha, không nhận cơ sở vật chất thêm nữa ha. Rồi, Bùi Hồ xin chân thành cảm ơn cô bác quý anh chị, chân thành cảm ơn Mạnh Thường Quân trong nước và ngoài nước. Bùi Hồ xin chân thành cảm ơn một chị giấu tên ở Canada. Xin chân thành cảm ơn cô Tư là Việt Kiều ở Mỹ đã hỗ trợ cũng như là đã có ý kiến. Xin chân thành cảm ơn chú Hùng ở Canada đã hỗ trợ cho kênh. Xin chân thành cảm ơn tất cả cô bác quý anh chị Mạnh Thường Quân ở trong nước ngoài nước đã hỗ trợ cho anh Sang cũng như gia đình Bùi Hồ cũng như đồng hành cùng kênh Bùi Hồ TV. Xin chân thành và hẹn gặp lại ở những video clip sau. Chào. Chào.